Thực sự là em không nghĩ là báo phụ nữ có thể tổ chức được một cái buổi như vậy. Và điều quan trọng là rất là đúng đối tượng. Và em thấy người dân nghe họ rất là vui, họ rất hài lòng và cảm thấy họ cái cảm nhận mà họ vui khi họ nhận món quà đó. Thì đó là cái mà niềm vui lớn nhất của em. Và em hy vọng là sẽ đồng hành cùng với báo phụ nữ trong những lần tới. Rất là mong muốn điều đó. Thực sự thì cái hành trình mà để chăm lo cho người dân nghèo đón Tết thì bệnh viện Kangoo đã làm rất là nhiều địa điểm và làm tại thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thì em cũng mong muốn được đồng hành gắn kết, và em biết báo phụ nữ đã lâu và em biết những chương trình phụ nữ làm rất thiết thực, cho nên thực sự là em rất là muốn tham gia và vinh dự được báo phụ nữ cho phép em được tham gia chương trình này, và em mong muốn là sẽ được tham gia nhiều nhiều chương trình hơn nữa. Thế nên là năm mới Giáp Thìn thì cũng kính chúc báo phụ nữ cùng toàn thể chị em phụ nữ một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, và một năm mới mà chúng ta tràn ngập sức khỏe, thật nhiều sức khỏe. Dạ. Em là Lê Tiên, hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện thẩm mỹ Kangoo. Tiếp và con tặng này cho bà con để con nhận lại cái khác. Nhìn từ em nhận làm cho em nha.